Thưa quý vị và các bạn, mỗi mảnh đời của người có công và hộ nghèo đang ở trong những ngôi nhà xuống cấp trên địa bàn tỉnh là một hoàn cảnh khó khăn. Để họ ổn định cuộc sống, rất cần sự sẻ chia của cả cộng đồng. Đến thôn Công Luận 2, thị trấn Văn Giang, thăm bệnh binh Nguyễn Văn Cớn, chúng tôi không khỏi cảm thương cho hoàn cảnh của ông. Bảy người sống trong căn nhà vẻn vẹn chỉ 20m2. Ngôi nhà được xây dựng từ lâu và sửa lại nhiều lần, bản thân đã già yếu, lại ở cùng với con gái bị bệnh hiểm nghèo. Con trai chỉ biết dựa vào mấy xào ruộng để dựng được ngôi nhà mới là điều ông mong mỏi bấy lâu nay. Gia đình cũng đề nghị với huyện với xã nọ là các anh các chị cố gắng nếu mà giúp đỡ ra tôi và giúp đỡ các em nó cố gắng để các em nó có tí gì tôi ra tôi vào. Bà Phạm Thị Tuyến, thôn Đọ, phường Bạch Sam, thị xã Mỹ Hào, tuy già yếu nhưng vẫn phải lăn lộn với cái ăn cái mặc. Công việc chính của bà là chung một đứa trẻ cho người quen và tranh thủ nhặt chỉ những lúc rảnh rỗi với tổng thu nhập trên một triệu đồng một tháng. Căn nhà của bà xây dựng đã lâu, tuổi cao sức yếu nên với bà không còn đủ khả năng để xây dựng. Với cái phương châm là không để hộ nào và tồn tại phía sau, công tác tuyên truyền của phường đối với cả một hệ thống chính trị trong nhân dân cũng như các doanh nghiệp rồi các tổ chức kinh tế đứng trên địa bàn cùng chung tay đối với địa phương để mà lo cho các hộ gia đình chính sách người có công rồi hộ nghèo phát huy truyền thống đoàn kết nhân ái thương người như thể thương thân của người Việt Nam sẻ chia giúp đỡ những người còn gặp nhiều khó khăn về chỗ ở rất cần sự sẻ chia của cộng đồng xã hội để xóa nhà tạm, nhà rột nát, giúp khoảng 1.000 người có công và hộ nghèo được ổn định cuộc sống.